ở một nơi xa xôi, khuất sau những dãy núi cao vời vợi, nơi mà thiên nhiên vẫn giữ được vẻ hoang sơ và hùng vĩ, có một ngôi làng nhỏ xinh đẹp như tranh vẽ. Ngôi làng này nằm ẩn mình giữa những ngọn núi, với những ngôi nhà truyền thống và những con đường nhỏ quanh cỏ. Cuộc sống ở đây thật thanh bình, yên ả, khác hẳn với sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố. Không có tiếng còi xe, không có những tòa nhà cao tầng, chỉ có tiếng chim hót và tiếng suối chảy róc rách. Người dân sống chặn hòa, gần gũi với thiên nhiên. Họ trồng trọt, chăn nuôi và chăm sóc những khu vườn xanh tươi, nơi mà mỗi cây cỏ đều được yêu thương và chăm sóc cẩn thận. Họ tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị và luôn yêu thương, quý trọng lẫn nhau. Những nụ cười, những cái bắt tay thân thiện và những bữa cơm gia đình ấm cúng là những điều làm nên hạnh phúc của họ. Trên đỉnh ngọn núi cao nhất, nơi những đám mây trắng bồng bềnh trôi, có một ngôi chùa nhỏ nằm lặng lẽ. Ngôi chùa này đã tồn tại hàng trăm năm, là nơi linh thiêng và yên bình. Có một vị thầy tu sống trong một ngôi chùa nhỏ. Ông đã sống ở đây từ khi còn trẻ, dành cả cuộc đời để tu hành và tìm kiếm sự giác ngộ. Ông sống một cuộc đời thanh đạm, dành thời gian để thiền định và suy ngẫm về cuộc sống. Mỗi ngày, ông thức dậy sớm để ngắm bình minh, thiền định và cầu nguyện cho sự bình an của mọi người. Tiếng lành đồn xa, nhiều người từ khắp nơi tìm đến vị thầy với mong muốn được ông giúp đỡ, soi sáng tâm hồn và tìm thấy sự giác ngộ. Họ leo lên những con đường dọc, vượt qua những khó khăn để đến được ngôi chùa trên đỉnh núi. Vị thầy luôn chào đón mọi người bằng nụ cười hiện hậu và ánh mắt ấm áp. Ông không chỉ là một người thầy, mà còn là một người bạn, một người cha tinh thần đối với nhiều người. Ông lắng nghe những lo lắng, phiền muộn của họ và dạy bảo họ bằng những bài học sâu sắc từ chính cuộc sống. Những lời khuyên của ông luôn đơn giản, nhưng lại chứa đựng nhiều ý nghĩa, giúp mọi người tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Người ta tìm đến ông không chỉ để học cách thiền định, mà còn để tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn, để học cách sống hạnh phúc hơn. Họ ngồi thiền cùng ông, lắng nghe những lời dạy bảo và cảm nhận sự an lành từ trái tim. Để học cách sống hạnh phúc hơn, cuộc sống ở ngôi làng nhỏ này, với sự dẫn dắt của vị thầy tu, đã trở thành một biểu tượng của sự bình yên và hạnh phúc, nơi mà mọi người đều tìm thấy niềm vui và sự an lành trong từng khoảnh khắc. Một hôm, một chàng trai trẻ xuất hiện ở đầu làng. Anh ta không phải là người dân địa phương, mà là một lũ khách từ phương xa đến. Chàng ăn mặc sang trọng, toát lên vẻ thông minh, ham học hỏi. Bộ quần áo của anh ta không chỉ đẹp mà còn thể hiện sự tinh tế và hiểu biết sâu rộng. Chàng trai trẻ đã đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau. Mọi nơi anh đến, anh đều học hỏi được những điều mới mẻ và thú vị. Tuy nhiên, trong lòng anh vẫn cảm thấy trống rỗng, băn khoăn về ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Dù đã trải qua nhiều cuộc phiêu lưu, anh vẫn chưa tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi sâu thẳm trong lòng mình. Nghe danh tiếng của vị thầy, chàng trai quyết tâm tìm đến xin được chỉ dạy. Anh hy vọng rằng vị thầy sẽ giúp anh tìm ra con đường đúng đắn. Anh ta mong muốn tìm ra cách nhanh nhất để đạt được giác ngộ, để giải đáp những thắc mắc trong lòng mình. Anh đã nghe nhiều về sự thông thái của vị thầy và tin rằng đây là cơ hội cuối cùng của mình. Cuộc gặp gỡ giữa hai người diễn ra trong căn phòng nhỏ, đơn sơ của vị thầy. Căn phòng tuy giản dị nhưng toát lên vẻ thanh tịnh và yên bình. Chàng trai trẻ cúi đầu chào thầy và nói lên mong muốn của mình. Anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn khi được gặp vị thầy. Thưa thầy, con đã đi khắp nơi, tìm kiếm sự giác ngộ nhưng vẫn chưa tìm thấy. Con đã gặp nhiều người, học hỏi nhiều điều nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Xin thầy hãy chỉ cho con đường ngắn nhất để đạt được điều đó. Anh nói với giọng đầy khẩn thiết, hy vọng rằng vị thầy sẽ có câu trả lời cho mình. Vị thầy mỉm cười, ánh mắt sáng ngời nhìn chàng trai trẻ. Ông biết rằng chàng trai này đã trải qua nhiều khó khăn và thử thách, và ông sẵn sàng giúp đỡ anh trên con đường tìm kiếm sự giác ngộ. Con đường dẫn đến giác ngộ cũng giống như hành trình bay lên đỉnh núi cao nhất của chú chim đại bàng vậy. Đó là một hành trình đầy thử thách và gian nan, đòi hỏi sự kiên nhẫn và quyết tâm không ngừng nghỉ. Vị thầy chậm rãi nói, giọng nói của ông tràn đầy sự hiểu biết và kinh nghiệm. Chim đại bàng non phải trải qua quá trình rèn luyện gian khổ, học cách dạng rộng đôi cánh, nỗ lực vươn lên trong những cơn gió ngược. Mỗi lần vỡ cánh là một lần thử thách, mỗi cơn gió ngược là một bài học quý giá. Chúng không thể bay thẳng lên đỉnh núi một cách dễ dàng. Mỗi bước tiến lên đều đòi hỏi sự cố gắng không ngừng, sự kiên trì và lòng dũng cảm. Nếu chỉ tìm kiếm con đường tắt, con sẽ bỏ lỡ những bài học quý giá trên hành trình của mình. Những khó khăn và thử thách chính là những viên đá mài giữa con người, giúp con trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Vị thầy tiếp tục, ánh mắt ông lấp lánh sự thông thái. Giống như chú chim non chưa từng trải qua thử thách, con sẽ không bao giờ hiểu được giá trị của sự kiên trì, của việc vượt qua khó khăn để đạt được mục tiêu.
Mỗi lần vấp ngã, mỗi lần đứng dậy là một lần con học được điều mới, một lần con trưởng thành hơn. Chàng trai trẻ im lặng lắng nghe, những lời nói của vị thầy như thẩm sâu vào tâm trí anh. Anh cảm nhận được sự thật trong từng lời nói, nhận ra rằng con đường đến với sự giác ngộ không hề dễ dàng. Lần đầu tiên, anh nhận ra rằng bản thân đã quá nóng vội trong việc tìm kiếm sự giác ngộ. Anh hiểu rằng mọi thử thách, mọi khó khăn trên con đường đời đều là những bài học quý giá, giúp anh trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Anh chưa từng nghĩ đến việc trải nghiệm, nếm trải những thử thách trên đường đời. Giờ đây, anh hiểu rằng sự giác ngộ không phải là đích đến, mà là hành trình. Một hành trình đầy gian nan nhưng cũng đầy ý nghĩa, giúp anh khám phá và hiểu rõ hơn về bản thân mình.